Rồi, chào quý anh chị các bạn trở lại với channel của em. Thì lâu lắm rồi em cập nhật cái đầu xe Ford Ranger này. Nói thật với anh chị là hết thuế vừa rồi thì bọn em bây giờ mới chuẩn bị giao xe mà có xe quay cho khách hàng khoảng hơn một tháng, khoảng 3 tháng vừa rồi thì gần như là Ford Ranger và toàn bộ xe bán tải trường Việt Nam rơi vào tình trạng là cháy xe. Đặc biệt là gần như là đại lý nào cũng bán đa phần là kèm lại. Cái này thì mình thẳng thắn và chia sẻ luôn. Và anh chị nào đã tìm hiểu và khảo giá thì đều có thể biết. Tuy nhiên thì cái này có thể sắp tới khi mà hết giảm thuế trước bạ rồi thì chúng ta sẽ có thay đổi về giá bán. Tuy nhiên thì với cái mẫu GX LAT này, hiện nay giá niêm yết của phiên bản này đã tăng từ 650 lên thành 662 triệu. Đa phần bán tải khó về, thứ nhất là hai nguyên do. Một là vì thiếu chip linh kiện bán dẫn, thứ hai là vì không đủ chưa lên được tiêu chuẩn Euro 5 đáp ứng được tiêu chuẩn đăng kiểm ở Việt Nam nhé. Còn nói thật với anh chị là chắc khoảng đôi tháng tới thì mình tham khảo mua bán tải như XLAT, chúng ta sẽ có hai cái phân vân như này. Thứ nhất là form mới 2022 mà ra mắt ở Thái Lan thì hiện nay chưa có thông tin là khi nào bao giờ sẽ về thị trường Việt Nam. Cái thứ hai là về giá bán thì rất có thể là khoảng đôi tháng tới chúng ta sẽ không có khuyến mại nhé. Giá bán cụ thể như nào thì anh chị liên hệ trực tiếp giúp em qua hotline đăng ký kèm trên màn hình. Đó. Cá nhân em thì vẫn nhận bán xe cũ mới lướt, và bây giờ cũng có thể là với anh chị mà đã đi xe lâu rồi, mình có nhu cầu bán xe cũ và đổi xe mới thì để có thể alo qua bên em để tham khảo định giá nhé. Có thể biết đâu chúng ta sẽ mua và bán với nhau được. Với cái phiên bản XLAT này thì đây là một chiếc xe đã độ kha khá đồ rồi. Anh chị thấy đằng trước thì ốp cua này, ốp đèn này, thanh thể thao mẫu này khá đặc biệt, và cái nắp thùng cuộn, hai cái này là bộ riêng nhé. Đó, mình có nhu cầu độ thêm thì liên hệ trực tiếp với bên em. Đa phần những cái gói này thì đã bao gồm cùng với gói phụ kiện mà bán theo xe rồi. Ốp tay nắm cửa các thứ nữa. Hiện nay thì lăn bánh ở cái mẫu xe như này dao động vào khoảng 700, hơn 700 triệu một chút nhá. Thời điểm vừa rồi thì Ranger là xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam cũng được ưu đãi thuế. Tuy nhiên thì từ 1 tháng 6 này thì chúng ta sẽ trở lại với cái mức thuế là 10%. Xe trong tháng tới thì có thể về khá nhiều. Tuy nhiên thì giá bán chắc là không giảm đâu. Cụ thể như nào thì các anh bác liên hệ trực tiếp qua hotline đăng ký kèm cho mình giúp em nhé. Review xe thì bọn em cũng làm nhiều rồi, anh chị xem lại trên kênh. Chủ yếu là cập nhật về hình thức, form, thông tin về mẫu mới thì cũng chưa có đâu. Nên là anh chị có nhu cầu mua xe để cày đến cuối năm thì mình có hai sự lựa chọn: một là tham khảo thị trường xe mới, và hai là tìm mua xe lướt. Sự xe lướt bây giờ cái giá nó cũng khá là cao, đa phần là vì thị trường xe mới nó hết xe và cái giá lại cũng khá là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.